Ngọt lịm những khoảnh khắc đáng yêu của Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh. Không chỉ đăng tải ảnh thân thiết cùng Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu còn hài hước trêu chọc bạn gái, xóa tan tin đồn rạn nứt tình cảm của cặp đôi. Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh chính thức thừa nhận chuyện hẹn hò vào tháng 10/2016. Trước khi công khai tình yêu, cặp đôi nhiều lần bị nghi ngờ cặp kè, song cả hai đều phủ nhận. Cả hai ca sĩ thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh thân mật trong các chuyến lưu diễn cùng nhau. Bảo Anh cũng từng chia sẻ rằng tình cảm giữa hai người bắt đầu từ 1-2 năm trước khi cả hai cùng gặp nhau trong những chuyến lưu diễn tại châu Âu. Đồng thời, nữ ca sĩ cho biết cô và bạn trai có nhiều điểm chung nên dễ đồng cảm cùng nhau. Từ khi công khai mối quan hệ, Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh không ngần ngại chia sẻ hình ảnh thân thiết trên trang cá nhân và mỗi khoảnh khắc họ bên nhau đều gây bão cộng đồng mạng. Không chỉ đăng ảnh mà mọi chú thích về bức ảnh của Hồ Quang Hiếu bên Bảo Anh luôn khiến người hâm mộ cười ngất. Mới đây nhất, Hồ Quang Hiếu đã tự ghép ảnh mình vào poster sản phẩm âm nhạc của Bảo Anh và hài hước cho biết phát hiện cô gái có gương mặt giống ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Nam ca sĩ còn hào hứng tiết lộ ý nghĩa bức ảnh rằng Bảo Anh ôm mặt trăng là Moon, Moon là Hồ Quang Hiếu, Bảo Anh ôm Hồ Quang Hiếu. Trước đó vào ngày quốc tế nói dối 1 tháng 4, Hồ Quang Hiếu khiến người hâm mộ xôn xao khi chia sẻ hình ảnh cùng dòng trạng thái thu hút sự chú ý. Theo đó, nam ca sĩ cho biết bạn gái Bảo Anh vừa nói lời chia tay với anh, lý do đã có người khác. Hôm nay vừa chụp xong tấm hình rất tình cảm, bỗng dưng em ấy nói mình chia tay anh nhé, em đã có người mới, sorry anh. Không biết em ấy có chơi ngày cả tháng 4 không nhỉ? Hồ Quang Hiếu hài hước viết. Hồ Quang Hiếu chú thích, hai đứa thân nhau lắm, gặp nhau là đánh lộn. Nam ca sĩ chất vấn bạn gái, mắt Bảo Anh to thế, mắt Bảo Anh to để nhìn rõ Hiếu hơn sao? Cả hai cùng diện đồ đôi, Hồ Quang Hiếu hào hứng viết, chụp với người hay bắt nạt mình. Nam ca sĩ lại trêu bạn gái, hôm nay được bạn ấy mời đi ăn, chắc về sẽ đau bụng. Bảo Anh hiếm hoi chia sẻ ảnh chụp cùng bạn trai, may hòa ánh trăng diễn viên Bảo Anh Hồ Quang Hiếu tập cuối. Bảo Anh gợi cảm bên bạn trai khi cùng nhau đi du lịch biển. Cặp đôi cùng để quả đầu độc đáo khi du lịch qua châu Phi, tranh thủ chụp ảnh cùng nhau trước giờ ra sân khấu. Hồ Quang Hiếu nắm chặt tay, đích thân tiễn bạn gái ra sân bay đi nước ngoài. Nữ ca sĩ có mặt ở trường quay MV để chăm sóc cho Hồ Quang Hiếu. Khoảnh khắc hạnh phúc ngọt ngào và vô cùng đáng yêu của Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh. Nam ca sĩ đổi thay cho biết anh đã từng đề cập chuyện cưới xin với Bảo Anh, nhưng có lẽ vì còn trẻ còn nhiều mơ ước chưa thực hiện nên bạn gái chưa nhận lời. Fan bất ngờ khi sau việc hé lộ mối tình đầu của mình. Mối tình đầu thường đẹp và sâu sắc nhất, nhưng không phải ai cũng đến được với nhau. Chuyện tình của Sao Việt đã chứng minh cho điều đó. Khởi My, trong buổi họp FC chiều ngày 26 tháng 3 vừa qua, Khởi My tiết lộ về mối tình đầu của mình chính là nam ca sĩ Quang Vinh. Nữ ca sĩ chia sẻ, mối tình đầu của My là ngày xưa khi mà vào một ngày đẹp trời, My nhìn vào anh ấy thật sao xuyến, thật đắm đuối. Anh ấy hát trên TV hay quá, anh ấy chính là ca sĩ Quang Vinh. Người con trai đầu tiên là Khởi My cảm thấy thích, muốn coi anh Vinh hát hoài luôn. Mỗi lần đi học về, canh có ca sĩ Quang Vinh là xỉu luôn á. Lên trên lớp mà có một tờ báo có hình anh Quang Vinh là ép luôn vào cuốn tập. Khởi My có cơ hội gặp Vinh lần đầu tiên trong cuộc thi tiếng ca học đường. Đến khi đã nổi tiếng, Khởi My có nhiều cơ hội tiếp xúc với mối tình đầu hơn. Tuy nhiên cả hai chỉ coi nhau là đồng nghiệp. Quang Vinh cũng ấn tượng với vẻ hồn nhiên nghịch ngợm của giọng ca Vì Sao. Hà My, gần đây ca sĩ Hà My được nhiều người quan tâm khi cô tham gia cuộc thi tình Bolero Hoang Ca và những câu chuyện riêng tư của cô được hé lộ. Trong đó, đáng chú ý nhất là việc Hà My cho biết mối tình đầu của cô chính là danh hài Hoài Linh. Nữ ca sĩ cảm thấy chua xót khi nhiều người cho rằng cô cố tình công khai chuyện này để PR tên tuổi. Hà My bộc bạch, nhiều người bảo chuyện tình của tôi đã lâu rồi, sao tôi lại chia sẻ làm gì, chắc muốn đánh bóng tên tuổi. Thật lòng tôi không cố tình tiết lộ anh Hoài Linh là mối tình đầu của mình. Lúc đó tôi còn là thí sinh của cuộc thi hát Bolero. Chương trình có chủ đề về mối tình đầu, tôi đã e dè vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng anh Hoài Linh, nhưng đã kể thì phải kể thật. Tôi nói ra chuyện này có sự đồng ý của anh ấy, tôi cũng không hề nhắc đến tên anh trong chương trình. Chính nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng, giám khảo, tiết lộ mối tình đầu của tôi là người đóng vai xấu bảnh, nhân vật quen thuộc do anh Hoài Linh thể hiện. Từ đó mọi người đoán ra được người yêu trước đây của tôi là anh Linh. Tăng Thanh Hà, ngọc nữ màn ảnh Việt quen Huy Khánh khi còn cá trẻ và sau đó cùng đóng chung phim Dốc Tình,
Huy Khánh được cho rằng chính là mối tình đầu của Hà Tăng. Sau một thời gian gắn bó, chuyện tình của Tăng Thanh Hà và Huy Khánh đã rạn nứt. Hiện tại, Tăng Thanh Hà có cuộc sống hạnh phúc bên chồng doanh nhân và hai thiên thần nhỏ, riêng Huy Khánh cũng có cuộc sống hạnh phúc bên Mạc Anh Thư. Thanh Thảo, ít người biết mối tình đầu của Thanh Thảo chính là nhạc sĩ Đức Chí. Chuyện tình yêu của họ kéo dài 3 năm với nhiều kỷ niệm đẹp và sâu sắc. Tuy nhiên, mối tình này cũng chấm dứt khi mỗi người đều chọn con đường đi riêng cho mình. Thanh Thảo sau nhiều lần đựng đựng về chuyện tình duyên hiện cũng đang rất hạnh phúc bên bạn trai mới Việt Kiều. Trong thời gian yêu nhau, Thanh Thảo và nhạc sĩ Đức Trí đã có sự kết hợp ăn ý trong ca khúc gây sốt Cố Quên Được Đâu. Trà Ngọc Hằng, Tiến Dũng chính là mối tình đầu của Trà Ngọc Hằng. Người đẹp thừa nhận cô yêu thành viên nhóm The Man khi còn nhỏ. Sau vài năm hẹn hò, cả hai chia tay vì bất đồng quan điểm. Người đẹp tiếc nuối vì từng kỳ vọng nhiều vào mối tình này. Thủy Tiên, nhạc sĩ Quốc Bảo là mối tình đầu của nữ ca sĩ Giấc Mơ Tuyết Trắng. Ngày mới lên Sài Gòn lập nghiệp, Thủy Tiên từng chia sẻ, tôi với anh Bảo làm việc chung trong khoảng thời gian ngắn, thì cả hai có tình yêu, tôi bị choáng trước người đàn ông như vậy. Có thể do anh ấy lớn tuổi, trải nghiệm nhiều nên rất hiểu tôi. Quốc Bảo cũng là người giúp đỡ Thủy Tiên rất nhiều trong âm nhạc, đưa cô đến với những thành công liên tiếp. Nhưng sau nhiều năm, tình cảm của hai người cũng tan vỡ. Hiện tại, nữ ca sĩ Thủy Tiên đang có cuộc sống hạnh phúc bên Công Vinh. Đan Lê, đạo diễn Khải Anh, diễn viên Đan Lê là mối tình đầu của nhau. Họ hẹn hò khi đang ngồi trên ghế nhà trường, nhưng cặp đôi cũng không thể tiến tới hôn nhân một cách thuận lợi. Sau khi chia tay Khải Anh, Đan Lê kết hôn với Xuân Tùng, nhưng sau đó lại chia tay. Cuối cùng, Đan Lê kết hôn lần hai với mối tình đầu của mình là Khải Anh. Hiện tại, MC Thời Tiết Xinh Đẹp đang có cuộc sống rất hạnh phúc cùng chồng Khải An. Cả hai đã có được hai cậu nhóc rất kháu khỉnh. Hiện tại, Đan Lê tạm gác lại sự nghiệp để toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Bằng Kiều, người yêu đầu tiên của nam ca sĩ Trái Tim Bên Lề là Mỹ Linh. Khi Mỹ Linh vẫn còn là học sinh chuyên văn, nam ca sĩ chính là người đưa cô vào con đường ca hát. Cặp đôi trẻ gắn bó được 6 năm và tưởng như đi đến kết hôn thì lại chia tay. Hiện tại cả hai đều đang sống rất hạnh phúc. Mỹ Linh kết hôn với nhạc sĩ Anh Quân, còn Bằng Kiều sau khi ly hôn Gypsy Phương Trinh, anh hẹn hò và sống chung với Dương Mỹ Linh. Lam Trường, mối tình đầu của anh hai Lam Trường là một nữ ca sĩ người Việt gốc Hoa. Anh quen và tình đầu yêu nhau từ năm 18 tuổi. Lúc đó nam ca sĩ chưa có sự nghiệp nổi tiếng như bây giờ. Lam Trường và nữ ca sĩ chia tay khi cô đặt vấn đề cưới xin, trong khi anh còn trẻ và chưa sẵn sàng cho chuyện này. Dù mối tình đầu không trọn vẹn, nhưng anh hai và tình đầu vẫn là những người bạn tốt của nhau. Sự giống nhau đến ngỡ ngàng của vợ chồng Trấn Thành Harry Won không chỉ giống nhau từ trang phục vẻ ngoài mà đến thần thái biểu cảm của cặp đôi cũng khiến nhiều người ngỡ họ là anh em. Sau gần một năm hẹn hò và cùng nhau trải qua không ít sóng gió lẫn thị phi dư luận, Trấn Thành Harry Won đã chính thức về chung một nhà vào ngày 25 tháng 12, 2016. Đám cưới của cặp đôi vàng làng giải trí Việt từng thu hút đông đảo sự quan tâm từ công chúng. Và chỉ sau hơn 3 tháng kết hôn, nhiều khán giả đã ngỡ ngàng khi nhìn thấy Harry Won và Trấn Thành ngày càng giống nhau. Trên trang cá nhân, Trấn Thành thường xuyên chia sẻ hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên bà xã Harry Won. Dễ dàng nhận thấy, vợ chồng nam MC thường xuất hiện cùng nhau trong những bộ trang phục đôi bắt mắt. Bên cạnh sự giống nhau về vẻ bề ngoài, không ít người còn ngạc nhiên khi thấy thần thái và biểu cảm của cặp đôi cũng khá tương đồng. Khi nam MC bày tỏ ý kiến trên trang cá nhân, anh nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi từ người hâm mộ. Trong đó, các fan đồng loạt cho biết Harry và Trấn Thành có tướng phu thê và từ khi làm vợ nam MC, giọng ca anh cứ đi đi ngày càng bộc lộ rõ sự giống nhau đó. Thậm chí có ý kiến cho rằng nhìn vẻ ngoài của hai vợ chồng Trấn Thành không khác gì anh em. Trước khi yêu Trấn Thành, Harry Won được công chúng biết đến và yêu mến bởi vẻ ngoài ngây thơ trong sáng. Vì thế, trong kho ảnh của nữ ca sĩ, hiếm khi xuất hiện những hình ảnh nhí nhố quá đà. Tuy nhiên, sau khi về chung một nhà với nam diễn viên hài hước bậc nhất làng giải trí Việt, giọng ca anh cứ đi đi đã có nhiều sự chuyển biến. Từ nụ cười, ánh mắt lẫn thần thái của nữ ca sĩ gốc Hàn đều không mấy khác biệt với ông xã Trấn Thành. Sự giống nhau của cặp đôi Sinri được thể hiện rõ nét qua những bức ảnh họ chụp cùng nhau. Từ nụ cười sảng khoái đặc trưng của Trấn Thành cho đến vẻ ngoài cực ngầu của nam MC hay những biểu cảm nhí nhố của Trấn Thành, khán giả hoàn toàn có thể nhìn thấy ở Harry Won.
Các Zed ngoan hiền trước kia, Harry Won như được sống thật với tính cách và con người của mình khi ở cạnh bên Trấn Thành. Sẽ không ngoa khi nói rằng cuộc sống hôn nhân luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc của Trấn Thành Harry Won hiện tại là niềm ao ước với biết bao nhiêu người. Và sự giống nhau đến ngỡ ngàng của cặp đôi cho thấy họ có tướng phu thê, một lần nữa minh chứng rằng tình yêu giữa họ là có thật và duyên nợ đã đưa hai người đến với nhau.